Chào mọi người, lại là Linh đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Linh. Như mọi người nhìn thấy bên cạnh Linh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có khách mời, đó chính là chồng của Linh, anh Hải. Xin chào mọi người. Và chủ đề của video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ trả lời các câu hỏi mọi người đã đặt ra ở trên Instagram gửi tới cho Linh. Và có khá là nhiều câu hỏi liên quan đến quan hệ vợ chồng. Thế nên là chúng mình sẽ giải đáp với cả mọi người theo những câu hỏi mọi người đã đặt ra nhé. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu luôn vào với cả video ngày hôm nay. Let's go. Bắt đầu thôi. Và phần mà mọi người hỏi nhiều nhất đó chính là về chúng mình. Bọn mình đã gặp được nhau như thế nào? Vào cuối năm 2016, khi mà Hải mới từ Vũng Tàu, có một cái dự án từ Vũng Tàu đi lên Sài Gòn, thì lúc đấy lên Sài Gòn mình chưa có nhà nên mình phải ở cùng với cả một người bạn ở ngoài Hà Nội. Thì không ngờ người bạn đấy lại là bạn thân của vợ tương lai, học cùng cấp 2. Thì một buổi tối, do thấy ông bạn ở Vũng Tàu không có việc gì để làm, thì người bạn thân của mình có rủ mình đi ăn tối để gặp cùng với những người bạn cấp 2 của bạn ấy từ Hà Nội bay vào, và có một người bạn mới từ Mỹ về. Thì lúc đầu mình cũng chỉ nghĩ rằng ok, đi chơi cho vui thôi. Thì hôm đấy thì có ăn ở một cửa hàng mình vẫn nhớ, đó chính là cửa hàng Thái Túc Túc ở Sài Gòn. Và đấy là lần đầu tiên mình gặp vợ mình. Mình có quay lại đấy, mình chụp lại một tấm hai vợ chồng đứng ở trước cửa hàng Túc Túc xong nắm tay nhau để kiểu kỷ niệm, bởi vì bọn mình đã gặp nhau ở đấy đầu tiên. Lúc còn quen nhau thì Linh với cả anh Hải quản lý tiền bạc như thế nào? Trong lúc đang quen nhau thì thực ra tiền ai người nấy tiêu ấy mọi người. Nếu như mà bữa nào mà anh Hải mời thì có thể bữa sau là mình mời lại, chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng là người con trai phải luôn luôn trả tiền cho bọn mình ấy. Với cả mình rất là thích cái kiểu đấy hơn. Tất nhiên là người con trai một cách công bằng thì bao giờ cũng nên ga lăng hơn, nhưng mà tuy nhiên không nên quá lệch về một bên. Có rất là nhiều bạn, Linh cảm thấy là có vẻ khá là tò mò về cuộc sống sau hôn nhân sau của hôn nhân. Chúng tôi. Và cái câu hỏi đầu tiên mà Linh thấy có rất là nhiều bạn kiểu hỏi búp lên rất là nhiều, đó chính là quản lý tài chính gia đình như thế nào, tiền riêng, tiền chung, đóng góp thế nào. Thì thôi, chúng ta lại nhờ người giỏi toán phân tích trước một chút. Tại vì thực ra cái này ở trong gia đình của Linh ấy, cách mà bọn mình quản lý tài chính thực ra là nhờ anh Hải đọc cũng như là tìm hiểu, xong rồi bọn mình tạo ra được một cái hệ thống riêng. Thế nên là anh Hải chắc là sẽ giải thích một cách nó logic. Cả hai vợ chồng thì nên có một cái khoản tiền chung, một cái tài khoản chung, và mỗi người thì đều có một cái tài khoản riêng. Đầu tháng khi mà tiền lương về thì cái tiền lương bao giờ cũng sẽ trích luôn, nghĩa là trích luôn một khoản từng đấy vào trong cái tài khoản chung đấy. Và thì cái tài khoản chung đấy đơn giản thôi là nó có năm cái tài khoản con ở bên dưới. Cái mà tài khoản mà hay dùng nhất đó chính là cái tài khoản dùng để chi tiêu cho những cái hoạt động của gia đình, như là đi mua sắm, như là đồ ăn uống, đi chợ, đổ xăng xe. Tất cả những cái chi tiêu trong một tháng thì đây là cái mà chiếm phần trăm lớn nhất trong cái tài khoản của hai vợ chồng. Cũng sẽ có một cái khoản để dự trữ cho những ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật, dùng để quan hệ với đấy những mọi người trong xã hội. Cái thứ hai là một cái khoản dùng để cho những tình huống khẩn cấp. Đấy, ví dụ như là mà bị bệnh tật hay tai nạn, những cái mà rủi ro mình không biết được trong cuộc sống, lúc đấy cần có tiền mặt ngay thì mình sẽ có ngay. Thứ ba là có một cái khoản gọi là tiết kiệm chung cho hai vợ chồng. Thì tất nhiên là bên cạnh cái khoản tiết kiệm riêng của từng người thì quan điểm của mình là khi hai vợ chồng cùng xây dựng một cái gì đấy thì cái tình cảm nó sẽ xây dựng bền chặt hơn. Khoản thứ tư nhỏ ở trong nữa đó chính là cái khoản mà để hai vợ chồng đi đầu tư. Thì chắc chắn rồi. Ví dụ thì mọi người có thể sử dụng tài khoản chung đấy, có thể sau này hết dịch chẳng hạn thì bọn mình có thể lấy ngay trong cái tiền đấy để có thể đưa gia đình đi chơi hoặc bọn mình đi du lịch với nhau. Đúng nó rồi. Cũng là một cách để hai vợ chồng có thể tự nhau cùng tiết kiệm và làm một việc gì đấy. Mọi người cũng có thể tham khảo nếu như mà mọi người chưa biết cách làm nào để phân bổ một cách hợp lý. Quan điểm chi tiêu, tiết kiệm sau hôn nhân thế nào thì như anh Hải có chia sẻ với cả mọi người lúc nãy, thì quan điểm về tiết kiệm thì bọn mình luôn luôn có một hũ tiết kiệm chung và mỗi người sẽ có một hũ tiết kiệm riêng. Bởi vì nhiều khi anh Hải cũng muốn mua cái gì đấy, nhiều khi bà Linh muốn mua túi nhưng không muốn cho anh Hải biết chẳng hạn, thì chúng mình sẽ có những cái phần riêng mà bọn mình có thể thoải mái tiêu ở trong những khoản đấy. Quan điểm chi tiêu ấy thì về mặt cá nhân cũng như về mặt gia đình thì Hải nghĩ rằng là cái đầu tiên, cái quan trọng nhất
mà mọi người ai cũng phải nhớ trong đầu, đó chính là luôn luôn tiết kiệm trước khi tiêu. Đấy. Khi mà tiền có tiền về thì bao giờ cũng nên chi những cái cho cái việc tiết kiệm trước, giống như việc là mình chi vào 5 cái hũ chung trước, xong rồi mình tiêu cái phần còn lại. Yên tâm ấy. Đúng rồi. Hải thấy từ khi Hải áp dụng sau khi cưới vợ ấy, thì mình thấy rằng là thực sự đúng là những cái việc nhỏ đấy hàng tháng thôi, nhưng mà sau một lúc là mình thấy thực sự là bất ngờ. Có những lúc khoảng rất là bất ngờ ở trong gia đình cho cái chuyện mà chi tiêu những cái lúc khẩn cấp, như kiểu mình xây nhà, sửa nhà hay thế thôi, bỗng dưng mình thấy có một khoản mà mình thì khá là bất ngờ. Thế bọn mình trích ngay trong một cái khoản mà bọn mình đã đóng góp chung như thế. Nói thế thôi, mặc dù là Linh có mua túi nhưng mà như anh Hải nói đấy, thì nhà bọn mình luôn luôn sẽ có những cái khoản hũ chung, hũ riêng. Và đối với cả từng cá nhân bọn mình thì bọn mình cũng sẽ tiếp tục chia những phần cá nhân ra đấy với những cái hũ riêng y như là những cái phần mà hũ chung. Thế nên là bọn mình luôn luôn cảm thấy khá là chắc chắn về phần tài chính. Con người mình cảm xúc nó rất là nhiều nên chính vì vậy nếu mình không xây dựng được thói quen đấy thì đôi khi vì cảm xúc mình có thể lên mạng mình mua rất nhiều thứ và sau đó mình quên mất là cái việc là mình phải tiết kiệm như thế. Và một cái rủi ro thứ hai đó chính là việc là mình tiêu phần lớn cái chi tiêu của mình là cho những thứ mình không cần. Đấy, chị mua nhà trước hay sau kết hôn vậy ạ? Lúc mua nhà chị và anh Hải có bất đồng quan điểm gì không? Vì nhà là một cái tài sản rất là lớn. Đúng. Mà phần lớn ở Việt Nam thì chúng ta biết rằng là mua nhà thì thường là chúng ta sẽ phải vay. Và đôi khi với một gia đình trẻ nếu mà đặt nặng quá cái việc là phải có nhà ngay lúc mới cưới thì chúng ta có thể sẽ có một cái rủi ro rất là lớn bởi việc là chúng ta phải chịu một cái áp lực vay. Mà khi mà chịu áp lực vay nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự căng thẳng trong gia đình. Nếu như mà không đi vay mà có được điều kiện gia đình support giúp đỡ thì quá tốt rồi. Nếu như mà hai người vẫn còn đang đi thuê hoặc là đang tính đến chuyện kết hôn mà đang tính mua nhà thì mình chỉ khuyên là từ cái kinh nghiệm của mình thôi, mình cũng nhờ điều kiện được gia đình, hai vợ chồng nhờ cái sự gia đình thì cũng tạm thời có cái căn nhà như ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà mình phải vay tiền một cái gì đấy thôi mình thấy áp lực, đúng không? Mình chưa nói đến vay nhà, mua một cái gì đấy nhỏ thôi, vay tiền thôi hàng tháng thôi. Có khi đôi khi nó đau đầu rồi, nhưng đây là một cái tài sản rất là lớn. Đấy thì mong mọi người cân nhắc. Có bất đồng quan điểm gì không? Bất đồng quan điểm à? Chả có bất đồng gì cả. Từ kinh nghiệm cá nhân thì không thấy bất đồng gì. Kể cả mình có khả năng hay mình không có khả năng thì nên san sẻ đều cho mọi người. Ai mạnh cái gì thì hãy để người đấy làm cái đấy. Khi chúng ta cùng làm chung một cái dự án, ví dụ mua nhà, sắp xếp nhà, trang trí nhà là một cái dự án, thì khi chúng ta cùng làm chung thì cái tình cảm của mình nó như tình cảm của những đồng đội thôi. Đúng. Đồng chí nó sẽ gắn kết và nó sẽ tăng lên. Bây giờ bọn mình sẽ có những cái phần mà về câu hỏi chung chung về đời sống vợ chồng. Thì câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được khá là nhiều đó chính là: anh chị đối mặt với sự khác biệt này hoặc là thất vọng về nhau sau hôn nhân thế nào? Thất vọng thì thực ra bây giờ Linh chưa thấy có gì thất vọng về may mắn. Nhưng mà kiểu về khác biệt ý thì nó sẽ có nhá. Cleaning của anh Hải. Sự sạch sẽ. Sự sạch sẽ của anh Hải. Okay. Sự sạch sẽ của anh Hải rất là nổi tiếng luôn mọi người. Bạn mình ai cũng biết sự sạch sẽ của anh Hải. Linh không phải bẩn. Anh phải công nhận là em không hề bẩn. Không bẩn. Không bẩn. Nhưng mà anh Hải thì sẽ kiểu gọn gàng và OCD hơn Linh gấp mấy lần. Thế nên là vợ chồng mình nó kiểu hơi extreme mọi người. Linh sẽ kiểu sẽ hơi khó những cái mà mình cảm thấy chỗ này mình thấy sạch lắm á. Nhưng mà anh Hải sẽ kiểu đi nhón dọn tiếp. Mà thực ra ông không có ý gì đâu, nhưng mà nhiều khi kiểu làm thế thì mình sẽ khiến mình cảm thấy là ý của ông là tôi đang không sạch, tôi đang dọn chưa sạch. Nhưng mà chỉ là đấy là thói quen của anh ấy là sẽ tiếp tục kiểu dọn cho nó sạch hơn nữa. So với cả mức độ sạch của Linh thì về sau kiểu bọn mình kiểu tự nói chuyện với nhau ấy, thì mình có những cái vùng đất mà nó là kiểu là gọi là gì? Đặc quyền của Linh. Ví dụ như là phòng quay video đi, phòng studio đi, thì phòng đấy ví dụ như là hôm nào nó quá bừa chẳng hạn thì anh Hải cũng im ru. Bởi vì vấn đề là cái đặc thù của mình là quay rất là nhiều, luôn luôn có đồ rất là nhiều. Thế nên lúc nào nó sẽ cũng trong cái tình trạng mà kiểu nửa này nửa kia. Thế nên là có những cái vùng khoanh vùng là đây là vùng zone của tôi. Thứ nhất là thất vọng thì chắc chẳng ai có thất vọng. Thứ hai về sự khác biệt, nắm chắc khi kết hôn là chính là chắc chắn có sự khác biệt. Không thể nào có sự khác biệt. Sao mà không khác được? Mỗi con người sẽ có sự khác biệt, đây là điều đầu tiên. Thì thực sự rất là may mắn là trước khi cưới thì Hải lại có tìm được một cái bài thơ tên là bài thơ Đôi Dép. Nó là một cái bài thơ rất hay từ thời xa xưa. Thì khi mà đọc bài thơ này xong thì đúng là thực sự Hải thấy
nó rất là nó đến bây giờ nó rất là quá đúng. Thì đó chính là một cái đôi dép thì bao giờ có bên trái và bên phải, hai bên bao giờ có sự khác biệt, nhưng mà chính vì thế nó mới thành một đôi. Đôi khi chính sự khác biệt đấy nó lại khiến nó tốt hơn. Bao giờ cũng sẽ có xung khắc, đôi lúc xung đột. Nhưng mà quan trọng là bọn mình không có che giấu cái điều đấy với cả nhau. Và nếu mà có thời gian cũng như là có dịp để nói chuyện thì sẽ kiểu anh mình họp gia đình nên nói chuyện. Mỗi cái khoảng thời gian mà họp gia đình như thế là một cái khoảng thời gian rất là kiểu quý báu với cả bọn mình, bởi vì sau đấy thì bọn mình sẽ hiểu nhau hơn và bọn mình sẽ thông cảm với nhau hơn. Hỏi tiếp theo thì Linh nghĩ là thực ra khá là dễ với cả nhà Linh, nhưng mà dù sao thì Linh vẫn muốn trả lời, bởi vì có thể có những bạn cảm thấy là sẽ cần lời khuyên của mình hay sao. Anh chị phân chia việc nhà như thế nào? Thì như Linh có nói thì bởi vì anh Hải và Linh đều là con người rất là ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ, thế nên nhà của mình thực ra là lấp lánh mọi người. mọi người mà thêm story nhiều thì chắc cũng biết. Thế nên là cái việc phân chia về việc nhà ấy nó không quá khó. Ví dụ như nếu mà Linh nấu cơm chẳng hạn thì anh Hải sẽ có nhiệm vụ đi rửa bát. Anh Hải nhiều khi anh Hải sẽ chủ yếu bây giờ anh Hải lại là người đang đi giặt quần áo nhiều hơn Linh. Gấp quần áo thì lúc nào đến nào tiện thì gấp. Còn lại thì bây giờ ngày xưa thì cũng kiểu đứa quét bụi đứa lau nhà, thì như bây giờ bọn mình đã nhường lại cái nhiệm vụ đấy cho con robot Hun Bin rồi. Chúng mình sạch đến mức mà bạn mình hơi sợ mỗi khi mà đến nhà, tại vì kiểu bọn nó ăn cái gì một cái rồi nhà mình lại kiểu bị cái thói quen ấy mọi người, chứ không phải là gì đâu. Là ở cuộc sống bình thường thì cũng sẽ có những cái sự không cân bằng. Thì làm nào nhỉ? Làm nào để kiểu mình khiến một người đàn ông sẽ sắn tay lên giúp mình hơn một chút. Anh có thể chia sẻ tip and trick cho các chị em gái. Thì tốt nhất là cái việc này thì tốt nhất là nên thăm dò, nên có sự thống nhất ngay từ lúc yêu. Mình thăm dò trước đi, mình xem họ là người như thế nào. Mọi người cái... mình đánh hơi giỏi không? Mình đánh hơi đấy, ông Hải rất là sạch. cái truyền thống của gia đình họ như thế nào? Nếu mà lấy gia đình họ thì có thể nhìn vào cách mà bố mẹ của họ ở trong nhà, phân chia công việc, đấy như thế. Nên là tip thăm dò nhau trước khi cưới, nhá. Nếu cãi nhau, ai làm hòa trước? Nếu như mà mình thấy là mình là người chưa đúng đi, thì mình sẵn sàng là mình nói với anh Hải là ok, I'm sorry. Hồi Huế nhá. Bây giờ tại vì kiểu Linh ghét nhất là kiểu không khí nó nặng nề kéo dài trong gia đình mọi người. Thế nên là nếu như mà mình cảm thấy là mình là người đang chưa đúng thì mình không có gì mà mình kiểu phải giữ cái tôi của mình quá to cả để làm gì với chồng mình. Nói chung là đứa nào sai thì đứa đấy tự giác. Xong rồi, hoặc là nếu mà cả hai đều kiểu cảm thấy là mình đều đúng hay đều không sai đấy, thì tự dưng cứ cho mình một cái khoảng không riêng thôi, suy nghĩ thôi, mình tại sao lúc đấy mình lại nóng như thế nhỉ, thế tự dưng nó lại kiểu vô lại nhau. Còn anh Hải nghĩ sao? Câu này nếu mà đúng ra phải hỏi đúng là nếu mà cãi nhau thì sau bao nhiêu lâu thì chồng phải giảng hòa trước. Cái chuyện mà ai làm hòa trước thì Hải nghĩ là nó không quan trọng, nó không quan trọng lắm. Mà quan trọng là cái vấn đề là làm giải hòa quyết. Xong thì cái nguyên nhân của cái sự tranh luận đấy có được giải quyết hay không? Hải nghĩ rằng cái cách tốt nhất là nên giảng hòa và nên tìm ra được cái giải pháp cho cái vấn đề để không có cái chuyện tranh luận lần sau. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi khá là mới mẻ. Mình chưa bao giờ trả lời ở bất kỳ đâu trên mạng cả. Thế nên là hôm nay nhân dịp có anh Hải, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này. Đó chính là chuẩn bị gì để có em bé ạ? Câu hỏi này thực ra ở thời điểm này khá là phù hợp với cả gia đình mình. Nếu như mọi người hỏi mình câu này cách đây một năm trước thì no, tại vì lúc đấy là nhà mình đang chưa có ý định gì hết, cũng chưa có sẵn sàng gì hết. Linh vẫn còn muốn chơi và anh Hải vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng. Nhưng mà bây giờ thì bọn mình sau một thời gian thì bọn mình cũng thấy là đã bắt đầu đến kiểu sẵn sàng hơn về tâm lý. Hải với Linh thì cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến chuyện có em bé hết. Thì cũng nói thực sự là bởi vì không biết là vì độ tuổi hay do tuổi tác hay là do làm sao, nhưng mà bây giờ Hải lại thấy rằng là mỗi khi mình nhìn một đứa bé thì mình thực sự là mình có thấy có tình có gì đấy nó rất là
cảm xúc nó dâng trào đấy. À, mình kiểu muốn là tâm lý của mình nó sẵn sàng. Tại vì dù sao thì kiểu chồng mình cũng rất là thoải mái và ủng hộ mình ấy. Mà đôi khi đấy, như chồng mình nói, đôi lúc mình cũng sẽ có những cái áp lực vô hình riêng chẳng hạn. Thì mình luôn luôn đặt cái suy nghĩ và cảm xúc của mình lên trước. Nó không phải là kiểu ích kỷ, nhưng mà nó là như kiểu khi mà mình đã sẵn sàng rồi thì mình mới toàn tâm toàn ý. Thì Linh Năng cảm thấy là bây giờ mình cũng đã ở trong cái giai đoạn đấy rồi. Ngoài về tâm lý các thứ này nọ thì kiểu tài chính thì cũng là một cái vấn đề đương nhiên rồi này. Không thể nào mà tự dưng nếu mà kiểu mình không có đủ khả năng tài chính mà tự dưng mình lại có em bé thì là một điều Linh cảm thấy là nó hơi vô trách nhiệm một chút đối với cả Linh. Còn lại thì ví dụ như vấn đề về y tế, sức khỏe thì là các bạn thực ra băn khoăn cái đấy nhiều nhất đấy anh. Là như kiểu bảo hiểm này như nào này, bảo hiểm sức khỏe này, bảo hiểm y tế này. Như bọn mình có chia sẻ là năm nay bọn mình thực ra suy nghĩ đến việc có em bé nhiều hơn. Thế nên là anh Hải và Linh thì như kiểu bọn mình sẽ đi khám tổng quát, xong rồi có những cái gì mà cần phải tiêm phòng thì bọn mình sẽ thực hiện đầy đủ trước. Khuyên đầu tiên là cái nghĩ đến cái việc có bảo hiểm. Tại vì cái bảo hiểm y tế ấy, nó rất là quan trọng. Cái tiền đóng nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với cái khoản thực chi. Mà thông thường thì bảo hiểm thường thì họ phải yêu cầu là phải mua của họ trước tầm 1 năm đấy. Là tùy từng hãng. Giống như Hải thì với Linh là mua dựa trên của công ty. Thì cái công ty cái bảo hiểm này nó là yêu cầu phải mua 1 năm. Thì sau đấy thì cái việc mà sinh đẻ nó sẽ được chi trả hết, trợ cấp hết. Tầm soát sớm cái bệnh mà di truyền ấy. Cũng không phải là quá đắt mà nó cũng được chi trả trong cái chi phí bảo hiểm luôn. Mình cứ đi làm đi và nó giúp mình rất là nhiều. Và nó hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai chứ. Nhưng mà không, bố mẹ đứng lên cào cào đâu mọi người. Và sao anh chị ấy nhớ bố mẹ quá. Sau khi kết hôn, việc chăm sóc bố mẹ gia đình hai bên như thế nào ạ? Thì Linh với cả anh Hải đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bố mẹ gia đình cả hai bên bọn mình đều thực ra đang ở Hà Nội hết. Thế nên là cái trường hợp của nhà bọn mình thì nó sẽ khác. Bọn mình vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ. Bình thường nếu như mà không dịch bệnh á thì cũng sẽ lâu lâu bay ra Hà Nội. Và đặc biệt là khoảng thời gian Tết thì bao giờ bọn mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp công việc để bọn mình có thể về với cả bố mẹ gia đình ở ngoài Hà Nội thôi. Thứ nhất là hàng tuần thì hai vợ chồng vẫn đấy, mọi người sẽ gọi điện cho hỏi thăm các bên. Đấy thì Hải nghĩ cái đấy là cái mà đấy, cơ bản thôi. Tạm thời như thế, trộm vía thì bố mẹ cả hai bên thì cũng đều khỏe mạnh. Với cả các cụ thì cũng kiểu vẫn rất là kiểu ngày xưa chưa dịch ấy, thì cũng hay đi chơi bạn bè nữa. Thế nên là cũng kiểu có thời gian riêng á. Nên là nếu mà có dịp thì ông bà lại bay vào trong này chơi với cả bọn mình cũng khá lâu. Thế nên là nói chung là kiểu bay qua bay lại. Các bạn cũng có kiểu đặt thêm các câu hỏi để tư vấn tuổi hồng. Bạn trai là người muốn giữ gìn đến ngày cưới có đáng lo không? Cái câu hỏi mình nên đặt đó chính là liệu mình có thấy hài lòng, có thấy hợp với cả một cái mẫu người con trai mà họ lại đề cao cái chuyện đấy không? Mình có thấy cái tiêu chuẩn của họ hợp với mình hay không? Thì nếu như bạn nữ này mà cái không hợp thì đấy. Họ như thế thì đừng nên suy nghĩ một cách tiêu cực là ui người này họ suy nghĩ cổ hủ, hay là đừng nên suy nghĩ rằng ui ông này chắc hơi có vấn đề. Thì nên mình đặt lại cái việc là liệu mình có cái cùng tư duy với người này để mà đi tiếp hay không. Chị đấy. Tư vấn tuổi hồng với ông Hải xịn đó mọi người. Làm thế nào để tìm lại romance, cảm giác yêu mặn nồng sau khi ở chung biết hết tốt xấu của nhau, không giữ kẽ gì nữa? Cả chúng ta khi mà mới yêu, khi còn trẻ thì cái sự lãng mạn nó sẽ khác. Càng về sau thì những cái đấy nó sẽ càng đi vào những cái sự cốt lõi. Nó đi càng vào cái sự quan tâm mà chi tiết nhỏ. Lúc nào cũng chỉ kiểu mua hoa là lãng mạn. Đối với cả Linh, ví dụ như kể cả trước dịch bây giờ, đối với mình khoảng thời gian mà mình cảm thấy thoải mái và lãng mạn với ông Hải đó chính là kiểu mỗi tối hai đứa ngồi ôm nhau xong rồi xem Netflix. Xong rồi ăn cái gì đấy buổi tối. Nó kiểu nó rất là đơn giản ấy. Nó không phải là kiểu một bữa tối ở trên tòa nhà cao nhất ở thành phố xong rồi kiểu mặc đồ xịn xiếc xong rồi kiểu sang chảnh. Nó không phải như thế. Nói chung là nó sẽ, đối với mình nó sẽ kiểu biến hóa và chuyển thành những cái hành động khác. Ở nhà Linh thì nó
càng ngày nó càng đơn giản hơn khá là nhiều. Chắc là thế. Kiểu bây giờ ngồi ở ban công ăn thôi cũng thấy vui. Nhìn bưu mì kiểu bưu mì kiểu nhìn mặt kiểu đau không, không phải bọn mình nhốt nó đâu mọi người. Thực ra là cứ đến chiều là bưu mì sẽ có thời gian nắng. Đi tắm nắng và nó thích ở ngoài đấy. Nhưng bây giờ đang quay mà, thế nên cho nó ở ngoài đấy tạm thời một lúc. Câu hỏi cuối cùng của bọn mình nhận được đó chính là: bọn mình nghĩ gì về việc sống thử trước hôn nhân? Có nên sống chung trước để xem hợp không? Sống thử bản chất là để mình lựa mình có hợp với cái người đối tượng của mình. Đúng rồi, mà đôi khi có khi chính vì cái việc sống thử mà áp lực từ xung quanh, từ môi trường bên ngoài, từ gia đình có thể lại khiến cho cái chuyện tình cảm của mình bị rạn nứt. Tại vì nó ở phương Đông thì cái chuyện này nó vẫn chưa được ấy lắm. Mà nếu như ví dụ kiểu cả hai bên gia đình chẳng hạn mà họ ủng hộ thì thực ra cũng nên, ví dụ như là người yêu gặp nhau không thôi, cái khoảng thời gian thực ra nó sẽ không nhiều bằng và nó cũng sẽ không phải là kiểu hàng ngày chạm mặt nhau và có những cái hoạt động chung cùng với cả nhau trong một cái môi trường chung, như là một bước dạ đầu để xem là kiểu mình sẽ nên giải quyết cũng như xử lý những cái bất đồng nó như thế nào khi mà ở cạnh nhau lâu. Khi mà yêu đương với cả khi mà thành vợ chồng thì rất nhiều điểm sự khác biệt, đúng không? Mình đã nói ở trên rồi. Thì cái chuyện sống thử cũng sẽ khiến mình đấy nhận ra những cái sự khác biệt đấy và liệu mình có chấp nhận được không. Nếu mà không được thì đấy, như anh Hải có kiểu gợi ý cho mọi người ấy. Ví dụ như trong khoảng thời gian yêu nhau thì bọn mình có thể để ý đến kiểu hoạt động của gia đình chung chẳng hạn. Khi yêu ấy thì mình nên tiếp xúc càng nhiều với gia đình của cái người bạn của mình càng tốt. Tại vì cái gia đình chính là cái phản ánh chân thật nhất về cái về cái người bạn của mình. Họ có thể nói chuyện rất là hay, họ có thể vẽ ra những cái bức tranh rất là đẹp. Nhưng mà khi mà cái hành động là cái quan trọng, thì khi mà đến nhà nhìn cái cách mà họ đối xử với bố mẹ, nhìn cái cách họ đối xử với gia đình, với cả động vật, đấy là những cái phản ánh phần nào đấy, một phần nào đấy cái con người của họ, thì mình nên để ý đến cái đấy nhiều. Và nhìn cái cách mà cái gia đình họ đối xử với nhau thì mình sẽ biết được rằng cái môi trường họ lớn lên họ sẽ như thế nào, thì mình sẽ đoán được khá khá cái con người của họ về sau nếu như mà lấy nhau thì họ cũng sẽ đối xử với mình như thế nào. Đấy chính là cái câu hỏi cuối cùng mà bọn mình nhận được ở trên Instagram mà các bạn đã gửi cho Linh. Mong là mọi người sẽ ủng hộ video này, like video để anh Hải có động lực quay trở lại trên channel bọn mình nhiều hơn, tư vấn Artusi Hải tuổi tin tuổi hồng các thể loại tuổi cùng cả Linh nhiều hơn. Maybe những cái vấn đề khác hay những cái quan điểm hay là lối sống suy nghĩ khác mà vợ chồng mình có thể sẽ chia sẻ được với cả mọi người trong tương lai thì sao, thì cũng đừng quên và cũng đừng ngại là comment ở phía dưới cho bọn mình biết. Và rất là cảm ơn mọi người vì đã dành rất là nhiều thời gian để xem video này cùng với cả Linh và anh Hải, và bọn mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào trong một video sắp tới. Đấy rồi, bye bye, xin chào mọi người. Mua anh mua anh mua ok.